hình, một cái mô hình rất là đẹp ở những không gian phòng khách nhà bác nhé. Một con loa RK7012 với màu sơn gỗ, cấu hình nhà bát 30 kép kèn. Ở đây thì kết hợp với quả súp gỗ này các bác này, vân ốc chó này, rất đẹp luôn. Dàn máy mà bao gồm mà 4 thiết bị thôi. Đấy, cái con đẩy này thì các bác có thể kéo được hai đôi này nhé. Đấy. Chạy sò là JVK. Con này tổng cộng 00. Quản lý nguồn. Không quang số cao cấp 950 Blue. Và một bộ mic M330 Pro. Chống ngũ cực tốt, tiếng cực hay. Tổng 14 câu trên sự kiện, tổng dầu rất là dài anh em nhé. Luôn này. Một cấu hình quá là ok luôn, bác xếp trong nhà cực đẹp luôn. Tiếng mic cực hay.